nghị sĩ Mỹ cảnh báo bạo loạn nếu ông Trump bị truy tố. Thượng nghị sĩ Graham cho rằng nếu ông Trump bị truy tố vì cách xử lý tài liệu mật, điều đó có thể châm ngòi bạo loạn trên đường phố. Hãng tin The Hill vào hôm 30 tháng 8 dẫn lời thượng nghị sĩ của đảng Cộng hòa Lindsey Graham nói trong cuộc phỏng vấn trên Fox News rằng tôi chưa từng lo lắng về luật pháp trong chính trị như hiện nay. Bạo loạn trên đường phố sẽ xảy ra theo nghĩa đen nếu Bộ Tư pháp tìm cách truy tố cựu Tổng thống Trump vì xử lý tài liệu mật sai cách. Trong khi không truy tố bà Hillary Clinton về việc bà thiết lập một máy chủ riêng tại tầng hầm. Ông Graham cũng đề cập tới thái độ của Cục Điều tra Liên bang Mỹ, tức là FBI, rằng việc tăng cường điều tra ông Trump trái ngược với thái độ hờ hững mà họ thể hiện trước các cáo buộc vi phạm thuế và vận động hành lang của Hunter Biden, con trai Tổng thống Joe Biden. Trước đó vào hôm 29 tháng 8, Kevin Bishop, phát ngôn viên của ông Graham nhấn mạnh rằng thượng nghị sĩ chỉ đang đưa ra lời dự đoán chứ không phải là một lời đe dọa. Ông Graham cũng làm rõ những nhận xét của mình trong một sự kiện tại Charleston. Và cụ thể, ông cho hay tôi không kêu gọi bạo lực. Điểm mấu chốt là sẽ có rất nhiều người khó chịu nếu ông Trump bị truy tố. Bà Hillary Clinton từng bị cáo buộc vi phạm quy định quản lý thông tin mật năm 2016 khi sử dụng email cá nhân trong thời gian làm ngoại trưởng, nhưng Bộ Tư pháp Mỹ đã quyết định không truy tố. Miền của email này là sử dụng máy chủ thiết lập tại tầng hầm của bà Clinton ở Chatsbawa. Bộ Ngoại giao Mỹ vào năm 2019 kết luận không có bằng chứng thuyết phục về việc xử lý sai thông tin mật một cách có chủ đích. Trong khi đó, Hunter Biden, 52 tuổi, con trai thứ hai của ông Biden, bị điều tra liên bang về các khoản thuế vài ngày trước khi cử tri đoàn xác nhận chiến thắng của cha vào hồi năm 2020. Bộ trưởng Tư pháp Mỹ khi đó là ông William Barr đã bị tố giấu vụ điều tra trước thềm bầu cử và từ chức sau đó.